Ngày hôm nay 9 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, sau phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm kích trước những lời chia sẻ và ủng hộ của các nước ASEAN trong việc khắc phục hậu quả siêu bão Yagi gây ra ở các nước, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tình đoàn kết và tương thân tương ái tiếp tục là giá trị cốt lõi và nguồn cội sức mạnh của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động, ASEAN tiếp tục là điểm sáng kinh tế toàn cầu, là cầu nối của đối thoại, hợp tác, là tâm điểm của các tiến trình hội nhập, liên kết ở khu vực. Các khuôn khổ về kinh tế số, kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn đang từng bước định hình nội hàm hợp tác mới ở khu vực. Bày tỏ nhất trí với chủ đề ASEAN năm 2024 về thúc đẩy kết nối và tự cường, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hơn lúc nào hết, ASEAN cần lấy tự cường làm nền tảng để vươn tầm, lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để tiên phong dẫn dắt. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ các định hướng quan trọng cho ASEAN trong thời gian tới, nhấn mạnh tự cường và tự chủ chiến lược là nền tảng để ASEAN vững vàng trước mọi biến động, vượt qua mọi thách thức, thúc đẩy kết nối bên trong, kết hợp với kết nối bên ngoài, kết nối công, tư, kết nối đa lĩnh vực, đổi mới sáng tạo là sức bật và động lực chính cho ASEAN bắt kịp, tiến cùng và vượt lên với khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam ủng hộ và phối hợp chặt chẽ cùng Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025, tiếp tục đạt thành quả mới, đánh dấu 10 năm hình thành cộng đồng ASEAN.